Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thứ bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp và phát huy được hiệu quả. Tổ chức bộ máy đã được tinh gọn, bước đầu đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan. Đội ngũ cán bộ và công chức viên chức đã được nâng lên về phẩm chất, tinh thần phục vụ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng. Đây là nhận định của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng qua. Theo chia sẻ của một số địa phương đơn vị, qua gần 3 năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự đồng thuận từ nhân dân, công chức các phường. Bên cạnh các mặt đạt được như bộ máy quản lý hành chính trở nên tinh gọn do giảm bớt cấp chính quyền, thủ tục hành chính được cắt giảm, thời gian triển khai các kế hoạch được nhanh hơn, vẫn còn một số khó khăn và cần đề ra các giải pháp triển khai để có kết quả tốt hơn trong thời gian tới. Thực hiện chính quyền đô thị, phường gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí do phường không còn nguồn kinh phí kết dư như trước đây, nên thực hiện các nhiệm vụ chính trị cấp bách phát sinh trên địa bàn thì phải đề xuất quận, thành phố xem xét nên mất rất nhiều thời gian, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, kiến nghị thành phố xem xét ngoài kinh phí hoạt động hàng năm thì đầu năm bổ sung thêm nguồn kinh phí dự phòng để phường chủ động. Không còn tổ chức hội đồng nhân dân tại quận và phường, một yêu cầu đặt ra là sự giám sát hoạt động của chính quyền sao cho hiệu quả. Nền tảng liên thông kết nối với 700 đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện tiếp nhận và trả lời xử lý kiến nghị cho người dân thông qua tổng đài 1022 với 18 lĩnh vực được tiếp nhận và xử lý trong năm 2023. Đây là một ứng dụng hữu hiệu để đẩy mạnh cơ chế giám sát của người dân đối với hoạt động chính quyền đô thị. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định, từ tổ chức chính quyền đô thị làm cơ sở thúc đẩy nhanh hơn, hiệu quả hơn chính quyền số của thành phố. Thành phố Thủ Đức bước đầu có được cơ chế để ổn định về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động. Cùng với nghị quyết số 98, Thành phố Thủ Đức có điều kiện hoàn thiện hơn nữa. Tuy nhiên, qua 3 năm thực hiện nghị quyết 131 cũng đã bộc lộ nhiều bất cập. Ủy ban Nhân dân thành phố đã kịp thời phát hiện, cập nhật và có điều chỉnh một phần theo thẩm quyền của mình và tổng hợp báo cáo chính phủ để có sự điều chỉnh ở tầm cao hơn. Do vậy, những bất cập này phải khẩn trương điều chỉnh để hoàn thiện hơn mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả. Đây là cái điều mà chúng ta phải hết sức tập trung các đồng chí. Để làm sao nền công vụ của thành phố chúng ta phải theo kịp, phải phục vụ và phải kiến tạo cho sự phát triển của thành phố. Chúng ta cần phải tập trung rà soát hoàn thiện quy trình, thủ tục. Chúng ta tập trung cho công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng cơ quan, từ thành phố cho đến phường. Chúng ta cùng thống nhất và thực hiện là chúng ta thực hiện đến cuối năm 2025 thì cơ bản là chúng ta chuyển các hoạt động của cái nền hành chính chúng ta lên nền tảng số. Hay là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả giai đoạn 1 của xây dựng chính quyền số Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Thành phố Thủ Đức là đô thị loại 1. Việc này rất quan trọng các anh chị. Nó sẽ tác động đến cái cơ chế chính sách, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức bộ máy để Thủ Đức có thể thực hiện được cái mục tiêu thành phố năng động sáng tạo tương tác cao ở phía Đông, kết nối với cái vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 52 tập thể, 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết số 131 và nghị quyết số 1111 của Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều hôm qua, Thành phố Thủ Đức đã tổ chức họp mặt và tuyên dương 121 cá nhân và tập thể doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế. Dịp này, bên cạnh bằng khen dành cho 121 tập thể và cá nhân của thành phố Thủ Đức, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức cũng tuyên dương 70 đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác hội và các hoạt động vì cộng đồng. Về phía doanh nghiệp thì có nhiều cái giải pháp để mà ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các dự án đầu tư về nước sạch cũng như xử lý môi trường thì chúng tôi vẫn tiếp tục, nhưng mà chúng tôi phải chậm lại để chờ cái lãi suất ngân hàng nó giảm xuống, đồng thời là hoàn thiện các cơ sở pháp lý để cho năm 2024-25 thì chúng tôi tiếp tục đầu tư. Và đặc biệt là chúng tôi kêu gọi tất cả các hội viên sử dụng sản phẩm lẫn nhau, người Thủ Đức dùng hàng Thủ Đức, doanh nghiệp Thủ Đức dùng hàng của doanh nghiệp Thủ Đức. Có rất là nhiều hợp đồng các cái đơn vị đối tác của thành phố Thủ Đức đã ký với nhau. Mặc dù là tình hình kinh tế khó khăn, tuy nhiên chúng ta phải có cái lõi để mà hoạt động trong những cái phân khúc khách hàng. Tuy là tình hình kinh doanh nó có đi xuống, nhưng mà vẫn duy trì sự phát triển, vẫn ổn định được công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên, cũng như là tập trung vào nghiên cứu những cái sản phẩm mới và chỉnh chu cái sản phẩm mình hơn để đưa đến cho khách hàng. Chúng tôi luôn quan niệm rằng cái sản phẩm mình nó luôn luôn phải có giá trị và nó hữu ích, nó hữu dụng cho khách hàng của mình. Tại chương trình, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức và Hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức đã ký biên bản hợp tác nhằm xây dựng mối liên kết chặt chẽ, chia sẻ tiềm lực và phát huy tối đa nguồn lực trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, phát triển khoa học công nghệ, phục vụ cho sự phát triển chung của thành phố Thủ Đức. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ phủ bảo hiểm xã hội, tăng cường thanh tra kiểm tra, hạn chế tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội. Đây là những nội dung được các đại biểu quan tâm tại buổi khảo sát thực hiện luật bảo hiểm xã hội của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào chiều qua. 9 tháng đầu năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, vượt 9,2% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Để mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó dựa vào khai thác từ nguồn dữ liệu ngành thuế và ngành kế hoạch và đầu tư. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện của thành phố tăng nhanh, năm sau luôn cao hơn năm trước và đều vượt kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Ước tính năm 2023, số thu là hơn 85.000 tỷ đồng. Liên quan đến việc các cá nhân chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thành phố đề xuất. Lương là 10 triệu, nhân với 8% là 800 nghìn. Thì doanh nghiệp chuyển 10 triệu cho người lao động mà người lao động làm một động tác là như là thanh toán tiền điện thôi, chuyển về 8%. Thì ngay cái đó là mình không bị nợ rồi. Thế còn bình thường bây giờ hiện nay là tiền lương của người lao động là 10 triệu nhưng doanh nghiệp giữ lại 800 nghìn. Thì cuối cùng doanh nghiệp cũng đâu có nộp cho cơ quan bảo hiểm ạ. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng đánh giá cao vai trò quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội đối với thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng chí đề nghị thời gian tới, bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, đảm bảo chỉ tiêu được giao. Đồng thời, ngành bảo hiểm xã hội cần phối hợp với các ngành liên quan để nghiên cứu, đóng góp dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Chúng ta có cái văn bản chính thức gửi cho cơ quan soạn thảo và gửi cho tất cả các đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội của thành phố cùng với những cái tài liệu liên quan để các đại biểu nghiên cứu, rồi với cái kinh nghiệm của mình, với sự nghiên cứu của mình làm sao phát biểu thảo luận tốt nhất với các đại biểu khác trong cái kỳ họp. Và sau cái kỳ họp thứ 6 đó, với những cái dự thảo mới nhất thì đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ lại với bảo hiểm. Sau khi thông qua, chúng ta có một cái luật nó phù hợp và triển khai thuận lợi nhất trên địa bàn cả nước và đặc biệt là đối với thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cần chủ động phối hợp với các ngành trong công tác thanh tra kiểm tra, giảm tình trạng nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tin thế giới. Ngày 13 tháng 10, Hàn Quốc xác nhận trong tuần tới sẽ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn thường niên mang tên Hoguk nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11.
Tham gia tập trận có các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Mục đích cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các mối đe dọa khác nhau do vũ khí hạt nhân, tên lửa và thiết bị không người lái của đối phương gây ra. Cuộc tập trận năm nay cũng có sự tham gia của một số binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường khả năng tương tác phối hợp. Trong khi đó, ngày 12 tháng 10, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Busan, miền đông nam Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Triều Tiên ngày 13 tháng 10 đã chỉ trích động thái này, cho rằng việc Mỹ triển khai các khí tài chiến lược hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên là hành động khiêu khích quân sự, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có hành động đáp trả trong trường hợp cần thiết. Trong đêm 13 tháng 10, Israel tiếp tục không kích nhiều khu vực ở dải Gaza sau khi thông báo yêu cầu người dân Palestine rời khỏi miền Bắc và sơ tán xuống miền Nam Gaza. Nhóm Hamas đã bắt đầu sử dụng những tên lửa cải tiến có thể bắn xa hơn 150 km. Ngày 13 tháng 10, Hamas tuyên bố đã phóng tên lửa Ayaz-250 vào miền Bắc Israel. Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas đã xác nhận vụ tấn công bằng loại tên lửa này vào Bộ Chỉ huy phía Bắc của Israel ở thành phố Sfat. Về phần mình, quân đội Israel cho biết họ đã chặn được tên lửa tầm xa phóng từ dải Gaza vào miền Bắc nước này. Chiều tối ngày 13 tháng 10, quân đội Israel cho biết có nhiều tiếng nổ lớn ở hàng rào biên giới tại khu Hanita. Pháo binh Israel sau đó đã bắn về lãnh thổ Liban. Máy bay chiến đấu Israel đã ném bom khu vực Al-Dahira vì nghi ngờ các tay súng vượt biên giới vào Israel, phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và vô nhân đạo. Trong cuộc meeting ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban trong ngày 13 tháng 10, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cho biết nhóm này sẽ không nghe theo lời kêu gọi đứng bên lề cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hamas và Israel. Ông đồng thời cho biết nhóm này hoàn toàn sẵn sàng đóng góp vào cuộc chiến vào thời điểm thích hợp. Sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã nhiều lần bắn tên lửa vào khu vực tranh chấp ở biên giới với Israel, bày tỏ đoàn kết với người Palestine. Những vụ đốt pháo và tên lửa qua biên giới tiếp tục làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột Hamas-Israel lan rộng hơn trong khu vực. Sau khi bị Hamas đột kích vào cuối tuần qua, Israel đã có các biện pháp trả đũa vào dải Gaza, nơi lực lượng Hồi giáo này đang kiểm soát. Trước tình trạng căng thẳng và bạo lực gia tăng, người Palestine tại Gaza đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Đây sẽ là chủ đề của chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, sau khi lực lượng vũ trang Hamas mở chiến dịch đột kích vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10, Israel đã có những hành động trả đũa vào dải Gaza và tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas. Đến ngày 12 tháng 10, Israel cho biết trong 6 ngày liên tiếp không kích Gaza, nước này đã thả 6.000 quả bom nặng tổng cộng 4.000 tấn. Dải Gaza, nơi phong trào Hồi giáo Hamas nắm quyền từ năm 2007, đang chìm trong các cuộc không kích đáp trả của Israel. Toàn bộ các tòa nhà thành đống đổ nát, và dân thường tất nhiên là nạn nhân. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết, tính đến hết ngày 12 tháng 10, đã có hơn 1.400 người Palestine thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel, trong đó có hơn 440 trẻ em và gần 250 phụ nữ. Ngoài ra còn có hơn 6.000 người bị thương. Lần này, dải Gaza ghi nhận những con số thương vong trên, một phần được cho là do lực lượng phòng vệ Israel IDF trong đợt trả đũa lần này dường như đã ngừng thực hiện chiến thuật gõ nóc nhà. Theo đó, người dân Palestine sẽ được cảnh báo trước, nhờ đó có thời gian để sơ tán trước khi Israel tiến hành không kích thật sự. Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Israel Richard Haig cho biết Hamas đã tấn công mà không gõ cửa, và đây là một cuộc chiến có quy mô khác với những xung đột trước đây. Nhà của chúng tôi đã bị phá hủy. Chúng tôi muốn thế giới thấy hoàn cảnh của chúng tôi, thấy chúng tôi chịu ảnh hưởng như thế nào, rằng chúng tôi đã mất nhà và kiệt quệ. 5 ngày rồi, chúng tôi không ăn, không uống và không có nơi nào để đi. Gaza không có hầm trú bom, người dân mất nhà cửa, không còn nơi nào khác để ở, ngoại trừ 83 trường học của Cơ quan Liên Hiệp Quốc Cứu trợ Người Tị nạn Palestine ở Cận Đông, UNRWA. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước Ả Rập và tất cả các quốc gia khác giúp ngừng các vụ ném bom xuống Gaza.
ngày càng có nhiều người chết, ngày nào cũng có hơn 50 người thiệt mạng, không ai được an toàn. Chúng tôi không biết đi đâu, chỉ biết ở ngôi trường này. Ngôi trường này thiếu các dịch vụ cơ bản, nhà vệ sinh thường xuyên mất nước, điện thì chập chờn. Chúng tôi chỉ có bánh mì đan, nước uống cũng rất ít. Tình hình rất khó khăn, chúng tôi sẽ không chịu nổi khi mùa đông đến. Theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc OCHA, các đợt không kích của Israel tại Gaza đã san bằng hơn 1.000 ngôi nhà, trong khi 560 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề và không thể ở được. Ngoài không kích, Israel còn chặn nguồn hàng hóa thiết yếu vào dải Gaza, vốn trước đó đã chịu lệnh phong tỏa. Dải Gaza là một trong những khu vực có mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới, với khoảng 2,3 triệu dân sống trong khu vực rộng 365 km vuông. Sau khi Hamas giành quyền kiểm soát toàn bộ dải Gaza vào năm 2007, Israel và Ai Cập đã áp đặt lệnh phong tỏa với Gaza, hạn chế người và hàng hóa ra vào khu vực này nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Hamas. Chúng tôi đang tiến hành lệnh bao vây hoàn toàn Gaza, sẽ không có điện, nước và nhiên liệu, mọi thứ đều bị phong tỏa. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 9 tháng 10, hơn 2 ngày sau khi Hamas mở chiến dịch đột kích. Đến ngày 11 tháng 10, nhà máy điện duy nhất ở dải Gaza thông báo ngừng hoạt động vì hết nhiên liệu. Điều này làm dấy lên lo ngại về thảm họa một khi máy phát điện tại các bệnh viện của Gaza cũng hết nhiên liệu. Chúng tôi đã cắt điện ở một số khoa để dành nhiên liệu cấp điện cho các khoa như sơ sinh hay chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi cầm cự được tối đa 4 ngày. Nếu các máy phát điện ngừng, thì bệnh viện trở thành khu mộ tập thể, vì nơi đây có hơn 120 bệnh nhân bị thương đang dùng máy thở, 1.000 bệnh nhân đang chạy thận và 50 đứa trẻ sơ sinh trong lồng ớt. Bộ trưởng Năng lượng Israel hôm thứ Năm cho biết đất nước của ông sẽ không cho phép các nhu yếu phẩm cơ bản hoặc viện trợ nhân đạo vào Gaza cho đến khi Hamas giải thoát các con tin. Hàng chục người Israel, người nước ngoài và người có hai quốc tịch ở mọi lứa tuổi đã bị phong trào Hồi giáo bắt làm con tin và đe dọa sẽ hành quyết họ. Israel cho biết có 150 người lâm nguy, trong khi hàng trăm người vẫn mất tích và các thi thể đang được xác định. Theo nhà chức trách, trong số các con tin có những người trẻ tuổi bị bắt trong một lễ hội âm nhạc, nơi các chiến binh Palestine xông vào hôm thứ Bảy, giết chết 270 người. Theo quân đội Israel, tại lối vào một kibbutz, làng nông nghiệp tập thể Be'eri, cách Gaza chưa đầy 5 km, một đống xác chết là minh chứng cho quy mô của cuộc tấn công, khiến hơn 100 cư dân thiệt mạng. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết họ đã liên lạc với phe Hamas để giải cứu các con tin. Người ta đang hướng tới một thảm họa và đã ở trong thảm họa. Giờ thì họ đang đi xa hơn thế và đang bước vào một tình huống nhân đạo mà sẽ rất nhanh chóng sẽ trở nên, theo ý kiến của tôi, là không thể kiểm soát được. Việc tập trung quân ở biên giới vào thứ Tư và thứ Năm làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ và lãnh thổ do Hamas nắm quyền kể từ năm 2007. Một diễn cảnh kinh hoàng về giao tranh ở trung tâm một thành phố với mật độ dân số cực kỳ dày đặc, trong không gian ngầm và trước sự chứng kiến của các con tin. Trong khi chiến dịch trả đũa lực lượng Hamas của Israel được một số nước trên thế giới ủng hộ, thì nhiều tổ chức đã bày tỏ quan ngại rằng các biện pháp đáp trả của Israel sẽ trừng phạt toàn bộ cư dân tại Gaza. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối ngày 12 tháng 10, đã có hơn 423.000 người tại dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa. OCHA đã kêu gọi quyên góp khẩn cấp gần 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ người dân Palestine tại dải Gaza về những nhu cầu thiết yếu nhất. Cơ quan này nhấn mạnh rằng các tổ chức viện trợ không có đủ nguồn lực để ứng phó với tình hình hiện tại. Chương trình Lương thực Thế giới WFP kêu gọi Israel và Ai Cập thiết lập các hành lang an toàn để cơ quan này có thể vận chuyển hàng viện trợ tới Gaza. Ngoài ra, WFP muốn nhân viên của họ được đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc tại khu vực. Chúng tôi lo ngại rằng tình hình sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu, đặc biệt là nếu tình trạng nhân đạo không được giải quyết. Theo Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ ICRC, tất cả các bên trong đó có Ai Cập đang thảo luận việc mở hành lang nhân đạo và đang chủ yếu cân nhắc cửa khẩu Rafah giữa Gaza và bán đảo Sinai của Ai Cập. Chúng tôi cần thêm hàng viện trợ, nhưng thậm chí chúng tôi có dư hàng viện trợ thì cũng sẽ chẳng làm được gì nếu không thể đến được bệnh viện và những khu vực cần thiết. Nguồn tin quân đội Jordani cho biết một máy bay quân sự của nước này đã cất cánh vận chuyển hàng viện trợ đến cửa khẩu Rafah, nhưng lô hàng chỉ được chuyển đến Gaza một khi được cấp phép.
Tôi rất đau lòng trước việc Israel bao vây hoàn toàn dải Gaza, không có điện, thực phẩm hay nhiên liệu được cung cấp cho nơi đây. Tình hình nhân đạo tại Gaza vốn đã vô cùng thảm khốc từ trước những hành động thù địch này sẽ trở nên xấu đi gấp nhiều lần. Tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan tạo điều kiện để Liên Hiệp Quốc cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho những người Palestine đang bị mắc kẹt và bất lực tại dải Gaza. Theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, diễn biến bạo lực mới nhất không phải là sự việc riêng lẻ, mà bắt nguồn từ cuộc xung đột kéo dài, từ quá trình chiếm đóng trong 56 năm chưa có dấu hiệu của một giải pháp chính trị. Ông Guterres cho rằng, chỉ có hòa bình thông qua đàm phán mới có thể đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người Israel về an ninh, cũng như mong muốn thành lập một nhà nước của người Palestine. Chuyên mục Nhìn ra thế giới ngày hôm nay xin khép lại tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến của chủ đề trong những chuyên mục và chương trình tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt. Sáng qua, Hội Cựu Chiến binh Khối Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể và cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu thực hiện chỉ thị 05, cựu chiến binh tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, cựu chiến binh thực hiện công tác dân vận khéo và triển khai việc kiểm điểm, bình xét thi đua năm 2023. Hội Cựu Chiến binh Khối Dân Chính Đảng với sự nỗ lực, phấn đấu, sự tham gia tích cực đã đóng góp cho hoạt động cựu chiến binh và phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, mang lại nhiều đổi mới và khởi sắc trong các hoạt động hội. Với những thành tựu đã đạt được, chương trình đã vinh danh, khen thưởng 6 gương cựu chiến binh điển hình dân vận khéo năm 2023, 7 gương cựu chiến binh tiêu biểu tham gia xây dựng đảng, chính quyền giai đoạn 2017-2023, đồng thời vinh danh 12 tập thể và 12 cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng cũng đã trao quyết định Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Khối cho bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, triển khai kế hoạch về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Hội Cựu Chiến binh Khối năm 2023 và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và hoạt động cựu chiến binh được đề nghị Hội Cựu Chiến binh thành phố và Đảng ủy Khối khen thưởng. Thực hiện kế hoạch tổng rà soát kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chung cư, đoàn công tác liên ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố đã đến kiểm tra tại chung cư Phú Hoàng Anh, quận 7. Khu căn hộ Phú Hoàng Anh được đưa vào sử dụng từ năm 2013 đến nay, có tổng diện tích sàn xây dựng gần 135.000 m², 5 block từ 25 đến 34 tầng với 829 căn hộ, gần 2.230 nhân khẩu. Sau nhiều vụ việc hỏa hoạn tại các cao ốc chung cư, công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại đây luôn được ban quản lý và cư dân quan tâm. Cư dân ở đây hoàn toàn rất yên tâm về ban quản lý, ban quản trị, về cái lực lượng công an được phòng cháy tại chỗ. Chúng tôi cũng muốn rằng là bên phòng cháy chữa cháy là sẽ có những buổi mà tập dượt cho cư dân. Khi lực lượng phòng cháy ta chưa tới thì người ta phải tự cứu mình và người ta biết là nên xử lý làm những cái gì. Kiểm tra tầng hầm của chung cư, đây là nơi giữ hàng trăm phương tiện của toàn bộ cư dân. Các phương tiện được sắp xếp gọn gàng, phân theo từng dãy, đảm bảo điều kiện ngăn cháy lan và thoát nạn. Tại đây, đoàn đã tạo tình huống diễn tập có cháy ngay khu vực hầm để kiểm tra hệ thống chữa cháy tự động và khả năng lực ứng phó khi có sự cố xảy ra của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở của chung cư Phú Hoàng Anh có 30 thành viên và đều được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ. Tại các tầng có người ở, đoàn đã kiểm tra hệ thống báo cháy, báo khói trong các căn hộ, hệ thống tăng áp tại các hành lang thang bộ thoát hiểm. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành đánh giá công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại đây tương đối đảm bảo, cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy như giao thông, nguồn nước, lối thoát hiểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗi kỹ thuật cần sớm được khắc phục, điều chỉnh cho phù hợp. Cơ sở cần phải có những cái giải pháp, biện pháp để làm sao đảm bảo được những điều kiện an toàn phòng cháy, và qua một số vụ cháy đã xảy ra, cho ta có những bài học kinh nghiệm, cần phải có cái nâng cao về trách nhiệm, nhưng mà đặc biệt là mặt kỹ thuật phòng cháy phải có. Cái đơn vị mà chịu trách nhiệm bảo trì đó thì phải chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Qua kiểm tra thì cũng có một số thiết bị chữa cháy đó, thì nó cũng có những cái trục trặc, thì cái này cần phải có cái sự là kiểm tra lại. Mặc dù là giao cho những đơn vị mà chịu trách nhiệm là bảo trì, bảo dưỡng thì nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm là kiểm tra, chứ không phải giao cho phó hết người ta. Sẽ tăng cường về tổ chức diễn tập tại chỗ cũng như là phối hợp thêm với các cái cơ quan quản lý trên địa bàn để bổ sung phương tiện những cái tiêu chuẩn mới hơn để nâng cao an toàn.
Qua đợt kiểm tra, đoàn công tác liên ngành đã kịp thời phát hiện và chỉ ra một số vấn đề còn tồn động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đưa ra các kiến nghị, khuyến cáo để chung cư Phú Hoàng Anh có biện pháp cụ thể đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Quỹ cho vay mua nhà ở xã hội tại Long An chưa giải ngân được do không có dự án nhà ở xã hội hình thành. Trong khi đó, với 400.000 dân nhập cư mỗi năm, người lao động vẫn rất muốn an cư, phù hợp với khả năng chi trả. Nghịch lý này đã được đại diện chính quyền và doanh nghiệp cùng phân tích để tìm ra giải pháp phát triển đầu tư, phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An từ nay đến năm 2030. Theo kế hoạch 338 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội từ nay đến năm 2025, Long An cần hoàn tất 22.500 căn nhà ở xã hội và đến năm 2030 là gần 49.000 căn. Hiện ngoài 7 dự án đã triển khai thì còn 21 dự án đã có chủ trương đầu tư và đã có quỹ đất, con số khá khiêm tốn so với nhu cầu và tiềm năng phát triển. Cũng đã quy hoạch 68 vị trí trên địa bàn tỉnh, trong đó có 17 vị trí nhà ở xã hội độc lập và 51 nhà ở xã hội là nằm trong cái quỹ đất, 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án thương mại. 68 vị trí đã quy hoạch sẽ được giới thiệu địa điểm tập trung một số huyện trọng điểm phát triển công nghiệp và đô thị như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đức, Cần Duộc, một số huyện có định hướng thời gian tới như Thủ Thừa, Định Hóa. Nhiều nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh khẳng định muốn phát triển nhà ở xã hội thành công cần có 3 yếu tố. Vì thời gian pháp lý không làm nhanh được thì nó sẽ bị lộ. Thứ hai, cái mà quỹ đất ở đấy nhà đầu tư chỉ đầu tư phía trong của dự án, còn phía ngoài dự án là hạ tầng kỹ thuật thì nhà nước phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối. Thứ ba nữa là cái nguồn vốn tiếp cận để cho vay. Lợi nhuận đầu tư nhà ở xã hội được khống chế dưới 10%, vì vậy nhà nước và doanh nghiệp cần phải chung tay chia sẻ vai trò. Thủ tục xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội gần như nhau, mà giá thành lại thấp, mà giá bán ra là bị khống chế. Cho nên hiện nay giờ để phát triển nhà ở xã hội thì điều giải quyết đầu tiên là cái thủ tục hành chính và các cái quỹ đất làm sao cho người ta mở rộng ra 50% đất ở hoặc 50% đất trong quy hoạch nông nghiệp, thì lúc đó giải phóng mặt bằng, chi phí đền bù nó được rẻ hơn nhà ở thương mại. Thống kê sơ bộ đến năm 2025, Long An sẽ tăng thêm 200.000 công nhân, năm 2030 tăng thêm 300.000 công nhân. Hiện có 4.800 nhà trọ công nhân tự xây, cơ bản đáp ứng điều kiện tạm thời. Sự chung tay thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội là yêu cầu bức thiết để ổn định dân cư các khu phát triển cụm công nghiệp, phục vụ tăng trưởng bền vững nguồn lao động và nhân lực, không chỉ cho Long An mà cho các tỉnh thành lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, v.v. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.